Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà rất rất là mới gần với trục đường quốc lộ 6 thuộc quận Hà Đông. Và với căn nhà này thì đây là đường ngõ trước nhà, kia là đường ô tô. Ngay gần nhà là có một cái hồ sinh thái rất là hợp lý. Và với cái 4 căn nhà này thì 4 cuốn sổ đỏ riêng biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. 4 căn bán 2 và chỉ còn duy nhất 2 căn chưa quay đã bán rồi thưa quý vị. Và thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Ngọc sẽ review một căn bởi vì tất cả các căn là giống nhau. Sẽ review một căn đầu tiên gửi tới cho quý vị. Thông số nhà như sau: với diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang hợp hướng Tây Bắc thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngõ nông gần đường ô tô, xung quanh ngập tràn tiện ích, thoáng mát cực kỳ, kia là hồ, đây là nhà. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với phần mặt tiền của ngôi nhà được gần 4 mét, thiết kế cửa chính 2 lớp cửa, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện mỹ thuật và bên trong là cửa kính cường lực kéo. Thiết kế của ngôi nhà tầng 1 để phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết, quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Với căn nhà này, quý vị có thể trả trước 6 đến 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian tối đa là 30 năm, tối thiểu 3 năm với lãi suất tại thời điểm này cực kỳ ưu đãi đến từ những ngân hàng cực kỳ là uy tín. Và tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp thì hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà. Trần thạch cao cũng như là ở phần phòng khách thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Kích thước gạch 60-60, màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Thiết kế với diện tích này thì không đòi hỏi quá nhiều rằng là phòng khách riêng, phòng bếp riêng, cầu thang giữa rồi tất cả các phòng riêng biệt, mà thiết kế của ngôi nhà này nó chỉ tối đa công năng thôi mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp của ngôi nhà thiết kế đầy đủ chỉn chu, tủ bếp này, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa thiết kế đều rất là chuẩn chỉnh. Mặt bếp thì là ốp đá granite và tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh rất là rộng. Với phòng vệ sinh này đây, quý vị có thể nhìn thực tế đây, rất là rộng, đầy đủ máy bơm này cũng như là bồn cầu lavabo ở đây cho quý vị. Và trong phần phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tường trần rất là sạch sẽ, màu sắc rất là nhã nhặn. Tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, toàn bộ ở đây là gỗ, mọi người có thể nhìn thực tế. Nói chung video quay review như thế nào thì em chia sẻ thực tế nó là như vậy. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Với vị trí ngôi nhà thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với gì ạ? Gần với trục đường quốc lộ 6 mở rộng, gần với lại đường vành đai 4, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Thanh Xuân, nói chung là hợp lý. Mời người theo em tiếp theo lên khám phá các tầng phía trên. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, một phòng ngủ phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha mọi người. Đó. Phòng ngủ vuông vắn, thiết kế trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng. Xung quanh với căn nhà này gần đầy đủ cho quý vị chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại tương đối là thuận tiện. Giá bán cả nhà và đất chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài đây cũng rất là rộng nha mọi người. Đấy. Phòng vệ sinh đây ạ, đầy đủ hệ thống sen cây, cửa sổ thông thoáng. Và trong phòng vệ sinh thì ốp gạch này rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phần tầng 2 của ngôi nhà của anh đã review chuẩn chỉnh cho quý vị. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Vâng, trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như tầng 2. Đấy, rất đầy đủ công năng, chi tiết, chuẩn chỉnh. Phòng ốc rộng rãi, thoáng, ánh sáng, tự nhiên. Trên phía tầng 3 này thì chủ nhà thay vì thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên ngoài thì tầng 3 chủ nhà thiết kế phòng vệ sinh phía bên trong.
Và đây, phòng vệ sinh tầng 3 siêu rộng. Đây mọi người ạ, rất là rộng, có chiều sâu, rộng, thoáng, cửa sổ mở ra đầy đủ, không bị bí. Gạch ốp lên trên tới tận trần, rất là sạch. Lavabo đầy đủ hết, cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Cửa thông phòng, tất cả các cửa đều thiết kế là cửa gỗ. Giá chỉ có hơn 2 tỷ một chút xíu mà lại cả nhà và đất. Giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Và quý vị có thể đến xem thực tế nhà có sao thì quay review như vậy, chuẩn chỉnh. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà này nha. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở trên phần tầng 4 của ngôi nhà. Một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang ở phần tầng 4. Trên tầng 4 thiết kế công năng cho quý vị ở đây là ô phòng thờ nha mọi người. Nhỏ nhắn, hợp lý, đầy đủ. Phần tiếp theo thiết kế ở đây, một phòng riêng, phòng này quý vị có thể là phòng ngủ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và tiếp theo nữa thì trên tầng 4 thiết kế vẫn thêm một phòng riêng để quý vị thiết kế thêm một phần sân phơi. Ở đây là phần sân phơi và một phòng vệ sinh nữa. Như vậy với tổng quan ngôi nhà 4 tầng, 4 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ, thiết kế công năng sử dụng hài hòa, hợp lý. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 4. Đó. Vẫn đáp ứng công năng sử dụng theo từng tầng cho quý vị. Đường nông ngõ thoáng, gần đường ô tô, tiện ích đầy đủ, gần chỗ gửi xe ô tô ngày đêm để thoải mái. Và quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.